Ở dự án trước đây là ETH Fi, mình đã chia sẻ cho anh em và phân tích rất là kỹ về những tiềm năng và cơ hội của dự án này. Đã có một pha tăng gần 3 lần từ vùng giá là 3 đô lên đến đỉnh của dự án này là 8,5 đô. Và ngày hôm nay, Binance vừa tiếp tục ra mắt một dự án Low Pool mới mang tên là Athena. Và dự án này liệu có ngon và có cơ hội nào cho anh em chúng ta để có thể kiếm được lợi nhuận tương tự như dự án ETH Fi ở trước đây hay không? Thì ở trong video này, mình sẽ phân tích những thông tin chi tiết của dự án này cũng như đưa đến cho anh em một số các quan điểm và một số các góc nhìn và những vùng giá tiềm năng nào. Anh em hãy theo dõi nhé. Farm Trading. Hello, xin chào tất cả anh em đã đến với channel của Farm Trading và mình là admin Eric. Ngày hôm nay 29 tháng 3, Binance đã chính thức thông báo tiếp tục dự án Low Pool thứ 50 ở trên nền tảng này. Và dự án này có tên là Athena, token của nó là ENA. Đầu tiên, đây là trang web thông báo chính thức của Binance và chúng ta sẽ điểm qua một vài các cái thông tin quan trọng. Dự án này có mã thông báo là ENA và tổng nguồn cung token của dự án này là 15 tỷ token. Phân thưởng cho Low Pool lần này là 2% tổng nguồn cung, tương ứng với đó là 300 triệu token ENA. Nguồn cung lưu thông ban đầu sẽ được unlock ở đợt này là 1 tỷ 425 triệu token ENA. Và dự án này là một dự án được build trên Ethereum và anh em có thể tham gia để nhận được token của dự án này trên nền tảng Low Pool bằng cách là tham gia vào hai pool, đó là pool ở nhóm BNB và pool ở FTUSD. Và đối với những anh em nào mới tham gia ở trên sàn Binance Low Pool hoặc là mới biết đến thị trường crypto thì anh em có thể xem lại video hướng dẫn cũng như là giới thiệu về Binance Low Pool là gì và cách tham gia cái hình thức này để nhận được những token miễn phí ở trên Binance. Trên trang YouTube của Farm Trading mình đã có một video làm rất là chi tiết về chủ đề này rồi. Và bên cạnh đó thì anh em nào mà chưa có tài khoản Binance thì mọi người có thể là kéo xuống ở phần mô tả của video này và sau đó anh em ấn vào đường link đăng ký sàn Binance theo đường link của Farm Trading ở đây để anh em có thể nhận được thêm các cái ưu đãi khác đến từ sàn Binance dành riêng cho user của cộng đồng Farm Trading nha. Và chúng ta sẽ bắt đầu khai thác Launch Pool vào 0 giờ ngày 30 tháng 3 theo giờ UTC cho đến ngày 1 tháng 4 23 giờ 59 phút. Tức là dự án này thì chúng ta sẽ khai thác được trong ngày 30, ngày 31, ngày 1, trong vòng chỉ có là 3 ngày thôi. Và đến ngày 2 thì dự án này sẽ chính thức được listing. Và token mỗi cái pool nó sẽ có một cái phần thưởng khác nhau. Thì ở đây là chúng ta thấy là mỗi ngày thì sẽ có là tổng số tiền thưởng là 100 triệu token. Nhưng mà trong số này thì cái pool của BNB sẽ là 80 triệu, còn lại pool của FDUSD thì chỉ có 20 triệu thôi. Cho nên những anh em nào mà đang sở hữu BNB thì mọi người sẽ có lợi hơn rất là nhiều so với anh em đưa cái stablecoin là FDUSD vào để khai thác và nhận lại cái phần thưởng là ENA như mọi lần thôi. Đây là các cái điều kiện để tham gia Low Pool ở trên sàn Binance thì giống như tất cả những cái dự án trước đây thì anh em hãy đọc thật kỹ. Tài khoản của mọi người phải KYC, phải được tích lũy đủ cái số lượng phần thưởng và sẽ được tính theo mỗi giờ. Cộng với đó là phần thưởng của anh em sẽ được chia theo tổng cái số lượng người tham dự, tức là tổng cái pool này bao nhiêu thì sẽ chia theo cái tỷ lệ mà mọi người tham gia. Chi tiết thì anh em có thể là đọc ở đây nhé. Cái đường link để tham gia vào Binance Low Pool thì mọi người có thể là bấm ở trong cái trang này, chúng ta sẽ bấm vào đây. Hoặc là anh em có thể ấn theo cái đường link mình sẽ để ở phần mô tả của video này. Hiện tại thì cái pool này nó chưa được mở nhé, nhưng mà nó đã có cái update ở đây. Tổng phần thưởng cho cái pool BNB là 240 triệu, còn FDUSD sẽ là 60 triệu thôi. Thời gian farming là 3 ngày. Ngoài ra thì anh em sẽ có thể đọc thêm cái research của sàn Binance ở trên cái đường link này. Nhưng mà hiện tại thời điểm mình làm video thì cái bài research này nó chưa được xong, cho nên trang web này chưa có thông tin. Thì khi mà thời điểm anh em xem video thì khả năng là cái trang web này nó đã có rồi, mọi người sẽ kiểm tra lại nha. Chúng ta sẽ đi đến tiếp cái phần đó là dự án này là dự án gì, nó làm về cái gì và những tiềm năng của nó có ngon hay là không và có xứng đáng đầu tư hay không. Thì ở đây trên trang web Coin68 thì mình đã có một cái đọc được một cái bài viết khá là chi tiết về dự án này và mình sẽ cùng với anh em phân tích dựa trên cái bài báo này luôn. Đầu tiên thì đây sẽ là một nền tảng thuộc restacking ở trên ETH, tức là cũng là một cái nền tảng giúp cho người ta stack vào, nhưng mà điểm đặc biệt ở cái dự án này đó là một dự án dùng để in stablecoin và cái đồng này gọi là đồng USDE. Đấy, đây sẽ là giải pháp stablecoin được phát hành dựa trên chiến lược Delta Halving. Nhớ, dựa trên chiến lược Delta Halving. Và Delta Halving là gì? Thì đây có thể hiểu là một cái chiến lược cân bằng vị thế. Có nghĩa là khi mà anh em stake cái tài sản của mọi người ở trên cái trang web này thì nó sẽ được min ra để làm USDE. Và bên cạnh đó thì dự án này nó sẽ lấy cái số lượng mà anh em đã staking đó, nó sẽ tạo một cái vị thế short ETH. Đấy, đây nó sẽ short ETH.
tức là để cân bằng lại, và sau đó nó sẽ sử dụng cái vị thế short này để nhận cái funding rate ở trên các sàn DEX, ở trên các sàn KEX. Thì đó là cái hình thức cân bằng gọi là delta hedging của sàn này nó đưa ra. Và điều này sẽ có nghĩa là vị thế của người dùng sẽ không đổi khi thị trường biến động, tức là nếu thị trường tăng thì tài sản của anh em tăng lên và cái vị thế short nó sẽ giảm, nhưng mà bù lại mọi người sẽ nhận được funding, tức là sàn này nó sẽ nhận được funding rate để mà nó sẽ bù với cái chi phí nó tăng lên. Còn thị trường ngược lại thì nó lại ngược lại như thế, tức là hai cái này nó sẽ cân bằng với nhau. Và cơ chế chủ yếu của sàn này sẽ là in stablecoin để hỗ trợ cho các cái vấn đề ở trong mạng lưới Ethereum cũng như là trên các cái pool thanh khoản ở trên mạng lưới Ethereum. Ấy, giải pháp của dự án này sẽ là đưa USDE như một giải pháp để giải quyết các vấn đề trên, tức là các vấn đề đang thể hiện ở đây là stablecoin rất dễ bị ảnh hưởng bởi các tổ chức truyền thống, 8 tỷ người không có quyền tiếp cận công cụ tiết kiệm bằng USD. Khả năng mở rộng dự án này sẽ giúp là chúng ta có một cái khả năng mở rộng bằng cách sử dụng công cụ phái sinh mà không thế chấp vượt mức, tức là vẫn đảm bảo an toàn, tính ổn định và chống kiểm duyệt. Điểm nổi bật của cái token stablecoin được in trên dự án này đó là an ninh. Thứ hai nữa là sẽ mở khóa đòn bẩy. USDE tạo lợi nhuận cố định cho người dùng thông qua staking reward từ LST và funding rate của vị thế short đấy. Athena sẽ tiếp tục cho phép min USDE dựa trên các LST để duy trì khả năng tiếp xúc lâu dài với Ethereum trong khi vẫn tạo ra tính thanh khoản cho USDE. Tức là nói nôm na, nó sẽ sử dụng một bên để in ra và một bên sẽ short để mà cân bằng lại cái vị thế. Đó là cái chính điểm nổi bật nhất của cái dự án này. Điểm thứ hai mà mình muốn nói đến ở đây chính là dự án này nó sẽ có một đợt airdrop ngay tại thời điểm mà chúng ta sẽ được unlock token vào ngày 2 tháng 4 này luôn. Và đợt này nó sẽ dành phần thưởng cho những người đã đóng góp ở trên cái dự án này trước đây, và đặc biệt là những ai mà đã tham gia staking ở trên dự án này. Về chi tiết cái số lượng token unlock thì tí nữa ở phần tiếp theo mình sẽ giới thiệu. Đây là các tiêu chí của nó nhá. Ở bên cái bài phân tích này thì chúng ta đang thấy rằng có một số thông tin. Đầu tiên là Athena Labs sẽ airdrop 750 triệu token ENA cho người nắm giữ các điểm thưởng này ở trên dự án. Và thời điểm snapshot số dư là 26 tháng 3, tức là cách đây 3 ngày, và 750 triệu token. Trong khi đó thì đợt này nó sẽ unlock tổng số lượng token đâu đó là 1 tỷ 4, tức là khoảng gần 50%, tức là khoảng 50% đây, 50% tổng nguồn cung. Nhưng mà ngoài ra thì dự án này nó đảm bảo để công bằng, tránh cái việc bị xả hàng đối với những người airdrop, thì nó sẽ có là quy định là lock lại 50% token cho top 2.000 ví có điểm sát cao nhất, tức là cái điểm để nhận được số lượng airdrop nhiều ấy. Với phần thưởng sẽ được mở khóa dần trong 6 tháng tiếp theo. Thì đây là một cái cơ chế để chống bị xả ngay tại thời điểm listing ban đầu, mình đánh giá cũng khá là ok. Đây, để đảm bảo dự án airdrop này vào ngày 2 tháng 4 thì người dùng vẫn phải tiếp tục nắm giữ khóa và khóa USDE lại nhé. Và làm sao cho số dư không được giảm xuống mức thấp hơn đã snapshot vào ngày 6 tháng 3, tức là sau khi cái thời điểm dự án này ra. Thì những người nào mà muốn nhận được airdrop thì họ vẫn phải giữ cái pool của họ lại, giữ cái tài sản của họ lại không thấp hơn cái số lượng mà họ đã giữ trước ngày 26 tháng 3, tức là để tránh cái trường hợp nó sẽ nhiều người dùng họ sẽ rút cái pool này ra để họ sẽ xả hết toàn bộ. Thì cái dự án này nó sẽ khóa bằng cái cơ chế điều kiện như thế này. Đội ngũ phát triển sẽ được unlock kể từ quý 1 năm 2025, tức là vào đầu năm sau thì team dev mới bắt đầu được unlock nhá. Và sau này thì dự án này cũng sẽ dự kiến sẽ có một cái đợt airdrop tiếp theo, tức là đợt airdrop thứ hai sẽ được chạy bắt đầu vào ngày 2 tháng 4 đến ngày 2 tháng 9. 2 tháng 4 đến 2 tháng 9 cho đến khi tổng cung stablecoin USDE đạt mốc 5 tỷ đô. Hiện tại thì dự án này đang có TVL là 1,4 tỷ đô. Tí nữa qua phần dự án mình sẽ chia sẻ cho anh em 1,3 tỷ đô nhá. Rồi chúng ta đến với website của dự án này để xem nó đang làm về những cái gì. Đây là website chính thức của dự án này có tên là Athena.fi. Hiện tại ở trên dự án đang thể hiện là TVL là 1,4 tỷ đô. Yield farm của dự án này là 35,4% trên 1 năm. Và user hiện tại là 111.000 người. Và nếu mà anh em có những cái code early access thì mọi người có thể điền code vào đây và tham gia vào để làm các cái nhiệm vụ ở trên dự án này. Ở đây cái phần airdrop, đây là những cái điều kiện mà những người anh em sẽ làm những cái điều kiện như thế này để nhận được các cái điểm gọi là điểm sát này. Và sau đó thì nó sẽ dựa trên cái điểm sát này, nó sẽ phân phối airdrop. Hiện tại thì nó sẽ bắt đầu có cái đợt airdrop lần 2, thì mọi người có thể là follow thêm các cái này để làm nhá. Leaderboard ở đây chúng ta có thể theo dõi được những cái ví nào mà nó đang chiếm cái điểm này, đứng theo top từ 1 cho đến rất là nhiều. Mọi thứ nó đều khá là công khai ha. Các cái thông tin của dự án thì anh em có thể đọc thêm ở trên trang web Discord này. Đây là cái doc white paper của dự án này, nó có tất cả các thông tin ở trong này. Các thông tin nổi bật thì chủ yếu là mình sẽ đưa ra cho anh em ở trong video này luôn.
Có một phần rất ấn tượng của dự án này và mình nghĩ đây chính là cái điểm mấu chốt khiến cho dự án này thành công. Đó là những nhà đầu tư, hay còn gọi là backer và investor. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu những cái nhà đầu tư này là ai và vì sao họ lại nổi bật như thế. Ở trên Dropstart thì chúng ta sẽ tìm hiểu được rằng dự án này đã huy động được tổng cái vốn đó là 20 triệu đô. 20 triệu đô với tổng cái token bán ra dự kiến đó là 300 triệu token. Trong đó chúng ta sẽ có một số nhà đầu tư Tier 1. Chúng ta có Delphi Digital. Đây là một quỹ đầu tư cộng với là một công ty chuyên về research. Cái thứ hai là ở Lightspeed Venture Partner. Đây là cũng là một quỹ đầu tư Tier 1. Chúng ta có Binance Lab, Block Tower Capital, CMT Digital Tier 2. Quintermode cũng là một MM chuyên làm giá thị trường. Kobe là Angel Investor. Có quỹ Dragonfly Capital. Là quỹ này sẽ Tier 2 nhưng mà nó list các vòng gọi vốn. Có MMH, Galaxy, HTX, OKX Ventures, Maelstrom cũng là một quỹ Tier 3 nhưng mà nó cũng là list một vòng gọi vốn. Nascent, Kraken Venture. Có rất là nhiều sàn tham gia nhé. Đây là những Angel Investor, đây là toàn là những người có máu mặt rất là lớn ở trong thị trường crypto và anh em có thể tìm hiểu thêm sau. Và đây gần như là những lão làng, toàn là những lão làng ở trong thị trường crypto hết. Bybit, Saxon, đấy, rất là nhiều. Amber Group cũng có này, DFC God, Mirana Ventures, Mr. Block, A Block, Riven Howard, Gemini Fund nhá, GSR Market này, cũng là một tay MM ha. Franklin Templeton Venture Capital, những nhà đầu tư thiên thần, có cả Gemini Frontier Fund. Rồi, thì anh em thấy là chúng ta có đến 37 investor và đa số toàn là những tay to, toàn là những MM lớn ở trên thị trường. Đây là các vòng gọi vốn. Vòng gọi vốn đầu tiên của dự án này, nó gọi vốn ban đầu là 6,5 triệu đô ở giai đoạn tháng 7 năm 2023. Đây là cái lúc mà thị trường của chúng ta đang khá là ảm đạm nhé. Và 6,5 triệu đô này cũng khá là lớn và dẫn đầu vòng này là Dragonfly Capital. Và ở trong cái vòng này thì chúng ta thấy là ở trong này là chưa có Binance tham gia vào các vòng này. Binance chỉ tham gia vào các vòng sau thôi. Vòng thứ hai ngày 15 tháng 2 năm 2024, tức là cách đây 1 tháng rưỡi, chính thức là vòng này Binance tham gia và vòng này là chỉ có mỗi Binance thôi và nó không có các cái dữ liệu ha. Ở đây chúng ta có các cái bài post. Đến vòng Seed Extension, tức là một cái vòng mở rộng, gọi vốn thêm vào ngày 16 tháng 2, sau cái vòng của Binance một ngày, đã huy động được 14 triệu đô và lead vòng này vẫn là Dragonfly Capital. Và tham gia vào đây có rất là nhiều quỹ lớn bổ sung thêm. Tiếp theo đó chúng ta có ngày 30 tháng 3 là sẽ bắt đầu chính thức huy động vốn thêm ở cái vòng Binance Long Pool. Thành ra là tổng cái số tiền huy động vốn được thì chúng ta đang thấy ở đây là hiện thị là chỉ có là 6,5 cộng với 14 là khoảng 20,5 triệu đô. Nhưng mà cộng với các cái vòng sau nữa thì có con số hơn 30 triệu đô. Đây là token allocation của dự án. Đầu tiên là core contributor là 40%, tức là những người đóng góp chính. Thì cái phần này mình nghĩ là sẽ dành cho những người staking chính ở trên thị trường, cũng như là dành cho những nhà đầu tư. Investor 25%. Ecosystem sẽ sử dụng để làm phần thưởng cho các pool 25%. Foundation là quỹ, tức là team dev là 15%. Airdrop đợt 1 là 5%. Đấy. Và điểm đặc biệt của dự án này đó là nằm ở cái đội ngũ backer cực kỳ hùng hậu. Với lại cái số tiền, mặc dù nó không phải là một cái số tiền huy động vốn cực kỳ lớn, nhưng mà nó là một cái con số cũng tương đối tốt. Và đặc biệt là nó đi những cái vòng rất là sớm và có những cái nhà đầu tư lớn như này họ đã đầu tư vào. Và đây là một dự án làm về staking ở trên ETH và restaking nữa, cho nên là mình nghĩ tiềm năng của nó phù hợp với cái nhu cầu của thị trường hiện tại và phù hợp với cái trend hiện tại. Đây là các bài post mà chúng ta nhìn lại những cái đợt huy động vốn mà dự án này nó đã đạt qua và có những cái bài thông báo. Ở trên Twitter, 14 triệu đô đã được gọi vào giai đoạn thông báo là 19 tháng 2 năm nay. Anh em có thể tìm hiểu thêm sau nhé. Và đây là tài khoản Twitter chính thức của dự án này. Athena Labs thông báo về những vòng gọi vốn thành công. Binance Lab Fund cũng có một cái bài post thông báo vào ngày 15 tháng 2. Và trong cái đợt này thì có 3 dự án mà Binance Lab đầu tư vào là Athena, NFP Prom. Đây là cả hai dự án này đều đang được listing, đã listing nhé, NFP này đã listing. Chỉ có dự án thứ ba là Shotgun này chưa listing, thì mọi người có thể là tìm hiểu thêm về cái dự án này. Tài khoản Twitter chính thức của dự án có 120.000 người theo dõi nhé. Quay trở lại một chút ở các cái vòng gọi vốn thì chúng ta thấy được ở đây là ở cái vòng gọi vốn đầu tiên Seed Round thì tổng số vốn huy động được là 6,5 triệu đô. Tương ứng với đó là Pre-Valuation ở đây là 65 triệu đô, tức là khoảng 10 lần so với cái tiền gọi vốn.
định giá 10% ở giai đoạn ban đầu. Thì với 6,5 triệu đô đã được gọi ở giai đoạn ban đầu mà đã định giá được 65 triệu đô thì mình nghĩ là dự án này, giai đoạn này nó sẽ có một cái market cap unlock, nó cũng sẽ loanh quanh chắc chắn là phải trên cái mức khoảng 200 triệu đô, cao hơn mức 200 triệu đô. Vòng tiếp theo vào ngày 16 tháng 2 thì pre-valuation đã định giá dự án này là khoảng 300 triệu đô rồi, cho cái số vốn đầu tư là 14 triệu. Và ở đây thì mình có một cái bảng tính dự phòng để anh em chúng ta có thể hình dung ra được là những cái giá nào mà dự án này có thể listing. Tổng cung chúng ta có 15 tỷ token. Tổng market supply lần này là 1 tỷ 425. Thì tương ứng với cái nguồn cung lưu thông thì chúng ta sẽ có mình định giá ở các cái mức. Giả sử nếu đợt này market cap là 150 triệu thì chúng ta sẽ có giá token là 0,1. Nếu mà định giá ở mức 300 triệu thì chúng ta sẽ có là mức giá 0,21 trên 1 token. Nếu định giá ở mức 500 triệu đô thì chúng ta sẽ có là 0,35. Tương ứng với đó ở bên này là các cái mốc TVL. TVL 5,2 tỷ, TVL 3,1 tỷ, TVL 1,5 tỷ. Market cap ở đây nếu 700 triệu đô, chúng ta sẽ có giá là 0,49 và TVL sẽ là 7 tỷ. Thì đối với những cái dự án mà giai đoạn gần đây được listing token Binance thì mình nghĩ là ở một trong hai cái mốc này sẽ là cái mốc khá là khả quan khi mà dự án này nó sẽ listing ra. Cao hơn nữa chúng ta sẽ có market cap nếu 1 tỷ đô thì giá token sẽ là 0,7, 1,5 tỷ đô sẽ là 1 đô và 2 tỷ đô sẽ là 1,4 tỷ đô. Nếu mà định giá trên 1 tỷ đô thì mình nghĩ là sẽ khá là cao, hơi cao. Và hiện tại ở trên thị trường thì các thông tin mình nhận được là OTC đang bán ở mức giá là 0,6 đô trên 1 token. Đó là giá OTC, và nếu nó cung cấp được ở cái mức là 0,6 thì cái market cap của nó sẽ nằm ở các cái mức đó là khoảng tầm đâu đó là 800 triệu đô. Và nếu ở cái con số 0,6 này thì mình nghĩ là cũng sẽ là một cái mức khá là cao. Bên cạnh đó, dự án này sẽ có một cái đợt unlock airdrop khá là lớn ở ngay tại cái thời điểm mà chúng ta tham gia low pool xong và sàn Binance listing cái dự án này, tức là có thanh khoản, thì sẽ nhận được một cái áp lực bán từ cái đội ngũ airdrop, từ những cái user nhỏ. User lớn thì họ đã bị khóa lại 50% nhưng mà họ vẫn nhận được 50%. Còn những user nhỏ thì họ sẽ không bị khóa và họ sẽ unlock được luôn. Cộng với đó, cái market cap nếu mà định giá hiện tại ở mức giá 0,6 thì hơi cao. Cho nên là dự kiến của mình, nếu sau khi listing dự án này xong mà chúng ta thấy dự án này nó có những cái dấu hiệu xả thì chúng ta cũng hãy kiên nhẫn, chưa có vội vào mua. Bởi vì chúng ta phải chờ xong cái lực xả này, lực xả cũng tương đối lớn và cái market cap cũng như là cái định giá này cũng khá là cao. Đấy, nhưng mà ngược lại thì dự án này nó là một cái dự án làm về restacking, cộng với đó là về stacking TVL lớn ở trên mạng lưới ETH thì cái mức độ ổn định của nó khá là tốt, và nó là một cái dự án đưa ra để min stablecoin, cũng là một cái hình thức rất là mới ở trên thị trường, đặc biệt là ở trong cái giai đoạn mùa này 2024 này. Và cái hình thức này thì nó tiềm ẩn một cái rủi ro mà mình đang nhận thấy, đó là nó sẽ giống như cái đồng UST ngày xưa của con Luna, mà sau đó khi mà cái giá của cái đồng Luna nó bị sụt giảm, thì tương tự ở đây nếu mà giá của ETH nó bị sụt giảm thì ở đây họ đã mở một cái lệnh short để cân bằng lại. Nhưng mà ngược lại, nếu mà giá ETH nó tăng đấy thì lệnh short đó thì mình chưa kiểm chứng được là nó sẽ bị rủi ro như thế nào, rủi ro thanh lý như thế nào. Thì nhưng mà về hình thức thì nó tương tự như Luna và UST ở giai đoạn ngày trước, cho nên trong một số các trường hợp nào đó thì nó sẽ bị gặp rủi ro nhất định liên quan đến cái cấu trúc tài chính và DeFi. Thì thành ra là anh em nếu mà tham gia thì mọi người phải bám sát thật kỹ những cái biến động, những cái thông tin ở trên thị trường, cũng như là những cái tác động có thể ảnh hưởng đến giá ETH và cái đồng stablecoin USDE của cái dự án này nó cung cấp, để anh em có một cái chiến lược đầu tư cho nó phù hợp nhé. Rồi, ok, trên đây là những cái nhận định cũng như là chia sẻ thông tin một cách khách quan và tổng quát của mình dành cho dự án này. Còn lại về những cái vùng giá, tiềm năng và cách đầu tư, cũng như là sau khi dự án này nó listing chúng ta có nên đầu tư hay không, thì cái đó chúng ta sẽ chờ cái thời điểm nào mà nó listing cái dự án này và chúng ta sẽ quan sát, và mình sẽ báo thêm cho anh em ở trên channel Telegram. Ai chưa tham gia channel Telegram thì mọi người có thể tham gia channel Telegram và gõ Farm Trading Channel thì anh em sẽ thấy, và tham gia vào đây để tương tác cũng như là cập nhật những cái thông tin và những cái quan điểm, chia sẻ những cái kèo mới nhất của mình ở trên này. Và đừng quên để lại một nút like và subscribe kênh YouTube của Farm Trading để không bỏ lỡ những cái thông tin, những cái video hữu ích trong tương lai nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video này và hẹn gặp lại ở những video sau.